Dù đang giữa mùa mưa, nhưng những chiếc xe bồn chở nước đi bán vẫn bon bon trên khắp làng quê xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, địa phương có 99% hộ dân phải mua nước ngọt sinh hoạt. Thừa Đức là xã ven biển của huyện Bình Đại, cách trung tâm huyện 16 km, với hai mặt giáp biển. Nghề nuôi trồng thủy sản chiếm 84% trong sinh kế của các hộ dân. Năm 2008, Thừa Đức là một trong những địa phương dẫn đầu nghề nuôi trồng và khai thác nghêu. Thế nhưng, đời sống của không ít người dân ở đây vẫn còn khó khăn. Trong tổng số 2.240 hộ của xã thì có đến 523 hộ nghèo, chiếm hơn 26%. Cũng do có hai mặt tiếp giáp biển, nên các kênh rạch trên địa bàn xã đều bị nhiễm mặn quanh năm. Nước ngọt sinh hoạt luôn là vấn đề người dân quan tâm hàng đầu trong mùa khô. Những năm qua, nguồn nước cho gần 8.000 người dân của xã Thừa Đức sử dụng là nước mưa, nước giếng khoan và nước giếng đào. Khảo sát của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh Bến Tre vào tháng 3 năm 2011 thì vào mùa mưa, các nguồn nước ở đây đều đủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nhưng đến mùa khô, trên 90% gia đình không đủ nước để sử dụng. Thời gian thiếu nước sử dụng kéo dài từ 5 đến 6 tháng. Trong thời gian này, người dân phải mua nước của các xe bồn lấy từ giếng khoan ở các nơi với giá từ 50.000 đến 60.000 đồng một xe cho khoảng 2 mét khối nước. Đây là nguồn nước để các hộ gia đình nghèo nấu ăn uống, một phần để tắm giặt. Điều đáng nói ở đây là tuy thường xuyên thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhưng đa phần người dân, nhất là hộ nghèo, lại có rất ít dụng cụ trữ nước. Cả xã chỉ có khoảng 1% hộ gia đình có điều kiện trữ nước mưa sử dụng quanh năm, riêng những hộ nghèo chỉ có khoảng từ 4 đến 5 lưu nước. Cũng như những xã ven biển khác, ở Thừa Đức, nam giới thường đi biển hoặc làm thuê theo thời vụ. Vì vậy, mọi việc nhà hầu như đều do chị em phụ nữ cán đáng. Phụ nữ nghèo làm chủ hộ, gánh vác hầu như toàn bộ việc nhà. Khi có thể, họ còn tham gia một số công việc thời vụ. Qua các cuộc nghiên cứu của Oxfam tại Bến Tre, từ năm 2008, tổ chức này nhận thấy sự cần thiết hỗ trợ cho cộng đồng nghèo dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu và thiên tai, đặc biệt là những người sống ven biển. Chính vì vậy, từ năm 2009, Oxfam đã triển khai dự án xây dựng năng lực ứng phó, phục hồi và thích nghi công bằng trước tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai tại tỉnh Bến Tre. Tổ chức Oxfam đã hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể để thực hiện dự án. Thừa Đức, Thạnh Trị, huyện Bình Đại và Thạnh Phong, Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú là 4 xã được dự án lựa chọn triển khai thực hiện. Mục đích của dự án là tăng cường khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi cho người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo tại các cộng đồng sống ven biển ở Việt Nam, bằng cách làm giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương trước các tác động thiên tai và biến đổi khí hậu. Dự án tập trung vào các hoạt động chính là hỗ trợ kiến thức cho người dân trong việc nhận biết các tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tại các vùng ven biển Bến Tre thông qua các cuộc tập huấn, hội thảo, hỗ trợ kiến thức và phương pháp lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai, có sự tham gia của cán bộ xã, thực hiện các nghiên cứu có liên quan đến thiên tai và biến đổi khí hậu, có liên quan đến lĩnh vực giới, sinh kế, tài nguyên nước và rừng, nhằm đưa ra các can thiệp sau này. Hỗ trợ cho người dân trong việc nhận biết và xử lý nước sinh hoạt để có nguồn nước an toàn hơn thông qua tập huấn, truyền thông và cung cấp các cống bi chứa nước cho một số hộ nghèo. Trở lại thăm bà Nguyễn Thị Trắng, 70 tuổi, ở ấp Thừa Trung, một ngày giữa tháng 8. Khi gia đình bà đang xây dựng cống bi do tổ chức Úc Phan hỗ trợ, bà rất xúc động và hồi hộp, mong ngày cống hoàn thành. Dễ dàng nhận thấy, trong ngôi nhà nhỏ này,
Một trong những tài sản quý nhất phải kể đến có lẽ là 4 cái lu để dành hứng nước mưa phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Nếu trời không mưa, khoảng một tuần là hết nước sinh hoạt. Bà Trắng phải đổi nước xe bồn. Vì vậy, nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Up Farm, bà mừng lắm. Tôi bốn cái máy này trời nắng thì hụt nước đâu có nước xài. Nhiều khi họ có máy cài họ đổi thì mình đổi không có. Mình đi xách từ thùng nhà thùng nhỏ trong đó hôm nay là cứ xách lận thùng nhà họ lại xách nhận thùng thì xài do cơm đồ. Có cái hồ này là mừng dữ lắm chứ. Mấy người nhỏ nhỏ họ mừng với tôi già tôi mừng dữ lắm. Gần một năm nay gia đình bà Lê Thị Trắc ở ấp Thừa Thạnh đã không còn cái cảnh phải dài ngày lại chạy đổi nước, gánh nước vì không đủ dụng cụ trữ nước sinh hoạt. Gia đình bà có 3 nhân khẩu, vậy mà chỉ có 2 máy nước và 1 thùng phi được hàng xóm cho mượn để trữ nước sử dụng. Thường thì bà phải đổi nước cùng với hàng xóm vì dụng cụ chứa nước quá ít, mà một xe bồn thì khoảng 2 mét khối. Với từng ấy dụng cụ chứa nước, cả nhà bà sử dụng được khoảng vài hôm. Hết nước, gia đình bà phải gánh nước về sử dụng vì các hộ xung quanh vẫn còn nước do có nhiều dụng cụ chứa hơn. Một cống bi có thể tích 2 mét khối được dự án Up Farm tài trợ thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình bà. Từ ngày mà ở trên chu đáo cho được cái hồ cho gì thì gì xài thấy thoải mái. Xài cũng nước được tự do mưa xuống đầy hồ, rồi mình nấu, mình nướng, rồi mình dặn do xài cũng nó khỏe, ổn định được, nó tốt có cái đó, ít có đi đổi nước. Tất cả các ống bi mà dự án Up Farm hỗ trợ được Ủy ban Nhân dân xã Thừa Đức chọn trao cho những hộ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ và người già neo đơn. Đối với những người dân nghèo ven biển, thu nhập bình quân khoảng 600.000 đồng một tháng, thì việc bỏ ra 250.000 mua một lu nước trữ được 200 lít nước sử dụng gần như là một điều không thể. Vì vậy mà trong những tháng mùa khô, hộ nghèo phải bỏ ra khoảng 120.000 đồng một tháng để mua nước, chiếm khoảng 15-20% trong thu nhập của họ, khiến cho hộ nghèo càng nghèo khó hơn. Họ chỉ có 1-2 lu nước để hứng nước mưa nấu ăn uống, 1-2 cái máy để trữ nước cho sinh hoạt tắm gội. Nước được gánh về từ các giếng khoan, giếng đào hoặc là đổi xe bồn, mà thường là họ chọn cách gánh để tiết kiệm. Do đó, nước sinh hoạt lúc nào cũng phải được hạn chế tối đa. Trong khi một cống bi trữ được khoảng 2.000 lít nước mưa đã trở nên vô cùng quý giá. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước mà chất lượng nước chắc chắn sẽ tốt hơn. Nỗi lo vì nước sạch để uống và nấu ăn của các hộ dân nghèo nơi đây đã vơi đi rất nhiều. Từ năm 2009 đến nay, dự án Up Farm đã hỗ trợ 220 cống bi như thế cho các hộ nghèo thuộc 4 xã của dự án. Bên cạnh hỗ trợ cống bi, dự án cũng đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân địa phương. Trước tôi thì tưởng nước mưa để là mưa lớn mưa nhỏ tôi chứng xài thôi. Nhưng mà bây giờ đi tập huấn đợt này thì về thì coi như là phải nếu muốn hứng mà để dành lại thì phải đợi là mưa lớn. Đó, là mình hứng cho một cũng dụng nếu mưa lớn nữa tốt hứng một ngày đó đã đầy rồi, nhưng mà mình coi như mà trong lúc hứng thì mình phải lọc nước. Phải mua là lưới the rồi mình xếp để đôi ba rớp vậy mà cho nó lọc cái chất bẩn đó ra rồi nó đầy rồi không phải trong khi hứng đầy rồi, đầy hồ rồi thì mình lấy là tạo cái điều kiện sao mình lấy dây hoặc lấy dầu mình bịt lại. Mình đẩy cho kính lại đừng cho cái con vi trùng ngoài nó vô trong đó để mình xài cho cái gia đình mình nó được bảo đảm hơn. Về cái việc tập huấn này thì đối với chị em phụ nữ là có vai trò rất là quan trọng, bởi vì chị em phụ nữ là nội trợ trong gia đình. Do đó thì khi tập huấn thì ở đây các anh ấp mời thì chị em đi rất là đông. Nói chung là đông đạt theo yêu cầu của mong muốn của dự án đề ra. Thì qua trong cái buổi tập huấn thì nhiều chị em đối thoại với cái người mà truyền thông. Đối thoại người ta hỏi những cái kiến thức mà để cơ bản để về người ta tổ chức tốt trong cái cuộc sống gia đình của người ta. Bên cạnh hỗ trợ về nước sạch và vệ sinh môi trường, một trong những hoạt động được dự án Up Farm thực hiện tại Thừa Đức là hỗ trợ kiến thức và phương pháp lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Những buổi tập huấn mà dự án Up Farm thực hiện đã cung cấp những kiến thức giúp cho người dân hiểu hơn về biến đổi khí hậu và ứng xử thích ứng với thời tiết, nhất là trong trường hợp mưa bão.
Đây là hố tránh bão của nhà ông Nguyễn Thành Lực ở ấp Thừa Long, do ông tự thiết kế và thuê người xây dựng. Sau khi cơn bão Duran năm 2006 tràn vào Bến Tre, ông quyết định xây hầm tránh bão cho gia đình. Tuy nhiên, sau khi học lớp tập huấn nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu do dự án Oxfam thực hiện, ông nhận thấy phải sửa lại. Muốn giảm thiểu cái vấn đề mà về thiên tai đó, thì là mọi người là cùng nhau là giữ vấn đề, một là trong vấn đề về môi trường cho xanh sạch đẹp, thì có nghĩa là trồng cây gây rừng để chắn gió, một là đỡ trong vấn đề bão tố. Nếu bão tố mà có cái cây mình trồng cho nhiều rất cao thì nó ảnh hưởng bớt đi cái sự gió. Cái thứ nữa đó là địa phương mà ta thông báo dù có bão tố mà sắp đến gần thì tất cả nhà mình, cá nhân mình là mình đều phải tự lực là chằng chéo nhà cửa này kia cái nọ để mà bảo quản cho gia đình mình. Không chỉ ông Lực mà theo cảm nhận của người dân xã Thừa Đức, thời tiết vài năm trở lại đây khá khắc nghiệt, nuôi thủy sản, trồng hoa màu không còn thuận lợi như trước. Tình trạng sạt lở bờ biển cũng nhiều hơn, đặc biệt là nguồn nước ngọt sinh hoạt từ nước ngầm khan hiếm. Rõ ràng, biến đổi khí hậu không còn là vấn đề của vĩ mô mà đã và đang tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân. Biến đổi khí hậu thì nó bị ảnh hưởng cái nguồn nước. Bà con bây giờ trồng hoa màu nó bị, có nhiều khi nó mưa quá, mưa nước ngập, úng như sắn rồi, úng lá, rõ lá đó rồi. Đậu thì nước nó ngập lên rồi, nước đâu rút được, không có củ. Rồi dưa nó cũng phải là bị víu, bị thung đầu, từ bi đâu, tùm lum hết trơn. Cho nên giờ thì cũng nhờ Asfan nó hỗ trợ cho người dân ở đây. Hôm rồi tới Asfan có cũng như là xuống tập huấn trồng dưa Phú Hoạt á, cũng có giúp đỡ cho người dân ở đây cũng phần nào rồi. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thừa Đức, nhờ được tập huấn mà các hộ gia đình đã có ý thức trách nhiệm hơn trong việc tham gia hỗ trợ công tác di dời dân khi có tình huống khẩn cấp. Toàn xã có thêm 50 hộ dân đồng ý làm điểm trú tránh bão cho người dân địa phương. Những lớp tập huấn còn giúp cho chính các cán bộ của xã, những người tham mưu cho chính quyền địa phương trong lập kế hoạch phòng chống lụt bão hàng năm một cách thiết thực. Qua lớp tập huấn, mình thấy rõ là bây giờ mình phải xây dựng từ cơ sở lên, mình phải tiếp thu những cái ý kiến của người dân để mà lồng ghép vào trong cái kế hoạch, để mà có những cái biện pháp cụ thể, những cái ý kiến mà người dân người ta phản ánh cho mình đó, nó sẽ thiết thực hơn, mình sẽ nắm rõ được hơn, và từ đó mình sẽ có những cái biện pháp, những cái chủ động và những cái đề nghị thích ứng trong cái thiết thực trong cái kế hoạch để mình đề xuất với chỗ lãnh đạo, tham mưu cho lãnh đạo là có cái biện pháp để mà xử lý kịp thời. Qua 2 năm triển khai thì cái tổ chức Oxfam đã làm thay đổi được cái nhận thức của người dân về cái biến đổi khí hậu và về vấn đề sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường thì nó hợp lý hơn. Trong thời gian tới thì cũng mong rằng là tổ chức Oxfam và các ngành cấp trên cũng quan tâm xem xét hỗ trợ cho địa phương vấn đề về xây dựng cây nước, vấn đề về xây dựng hệ thống nước sạch trên địa bàn xã. Cái thứ hai nữa là tiếp tục triển khai các cái hoạt động nâng cao nhận thức của người dân hơn nữa về công tác mà giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra. Cái thứ ba nữa là cũng nghiên cứu các cái mô hình sinh kế nó phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương và cái vấn đề biến đổi khí hậu xảy ra như hiện nay. Giờ đây, người dân cũng đã hiểu được rằng thích ứng với biến đổi khí hậu phải luôn đồng hành cùng bảo vệ môi trường, và bảo vệ môi trường từ những điều thiết thực, nhỏ nhất và gần nhất. Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dân được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2009, thì Bến Tre là một trong những tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động nhiều nhất. Trong đó, những xã ven biển như Thừa Đức chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, những sự hỗ trợ mang tính chất chiến lược như những hoạt động của Oxfam có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tuy mới thực hiện mang tính chất thí điểm, nhưng rõ ràng những hoạt động của dự án thực sự hỗ trợ rất lớn cho người dân trong phòng tránh, phục hồi, thích ứng với biến đổi khí hậu, hơn cả là để phát triển bền vững, ổn định, nâng cao cuộc sống của cộng đồng nghèo vùng ven biển.